chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm dự án hiển thị nhiệt độ, độ ẩm lên LCD sử dụng I2C. Một Arduino, hai cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, 3 màn hình LCD, 4 mo cắm, 5 dây cắm, 6 cắp USB. Kết nối cảm biến nhiệt độ, độ ẩm với Arduino. Chân data nối chân 7, chân VCC nối 5V, chân GND nối RND của Arduino. Kết nối LCD với Arduino. XL kết nối chân A5, SVA kết nối chân A4, chân VCC kết nối 5V, chân GND kết nối RND của Arduino. Sơ đồ kết nối, nạp cốt vào mạch. Nhớ đăng ký kênh và bấm theo dõi để xem những clip mới nhất.